Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 32 đánh giá kết quả kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hơn 16.000 thí sinh tỉnh Hưng Yên bước vào hai môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tại một số điểm thi. Khởi công trung tâm thương mại Gâu tại thành phố Hưng Yên. Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tuyển hơn 1.000 chỉ tiêu đại học cho năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ 32. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại biểu các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh tiếp tục được thể chế hóa và triển khai đồng bộ cùng với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước đạt gần 21.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, yếu kém. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ sâu sắc hơn những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, nhất là về triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, về quản lý, thu chi ngân sách nhà nước, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, về triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các đại biểu nghiên cứu, xem xét và thảo luận báo cáo công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2023, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31-32. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận về việc đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và xử lý ô nhiễm môi trường, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho các khu công nghiệp của tỉnh, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu làm rõ về những số liệu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị xem xét, thảo luận, nhất trí thông qua nội dung các văn kiện, kết luận về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024, kết luận về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, phương hướng sử dụng nguồn bổ sung ngân sách cấp tỉnh, quyết định thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ, tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 và 32. Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các ngành địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính, làm tốt khâu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, nhân dân, toàn quân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành
và hoàn thành vượt mức mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đi kiểm tra động viên các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại một số hội đồng thi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Hưng Yên. Điểm thi Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên có 352 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển thẳng vào trường đại học. Điểm thi Trung học phổ thông Kim Động có 686 thí sinh đăng ký dự thi. Hôm nay là ngày thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Buổi sáng thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thí sinh làm bài thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Kiểm tra công tác tổ chức thi và thăm động viên cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác, coi thi tại 2 điểm thi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận và biểu dương các điểm thi đã thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm quyền lợi của thí sinh, đồng chí đề nghị trưởng các điểm thi tiếp tục động viên, nhắc nhở các cán bộ giáo viên, nhân viên làm công tác thi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế và hướng dẫn. Các điểm thi tiếp tục thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, tuyệt đối không để lộ, lọt đề thi. Lực lượng y tế thực hiện các phương án, biện pháp, bảo đảm sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có tâm lý yên tâm, thoải mái làm bài thi và cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng công an, các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho các thí sinh đi lại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo quản bài thi sau mỗi môn thi. Công tác chấm thi phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Các thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Hôm nay gần 16.400 thí sinh tỉnh Hưng Yên bước vào ngày thi đầu tiên tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Toàn tỉnh không có cán bộ giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Minh Châu, ngay từ đầu giờ sáng đã có rất nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt tại đây. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi, đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi có mặt để hỗ trợ các thí sinh phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón thí sinh bước vào ngày thi chính thức đầu tiên. Chúng tôi bắt đầu họp hội đồng thi từ 6:05 và nhắc nhở các cán bộ coi thi làm đúng nhiệm vụ của mình, gọi thí sinh vào phòng thi để kiểm tra đối chiếu thẻ của thí sinh, nhắc nhở các em là không được mang bất kỳ một vật dụng nào, không được phép cho vào mang vào phòng thi. Thế nhưng với một cái tinh thần là nhẹ nhàng, thoải mái để cho học sinh có cái tâm lý thoải mái nhất, tốt nhất để làm bài thi, không gây áp lực cho các em học sinh. Trong ngày thi đầu tiên, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Hưng Yên đã thành lập 7 tổ công tác kiểm tra một số khâu tổ chức thi như bảo quản đề thi, bài thi, các điều kiện cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh đã tới kiểm tra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Minh Châu và Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Đồng chí nhắc nhở các cán bộ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng đến các thủ đoạn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Trong buổi sáng, các thí sinh hoàn thành bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút. Đây là môn duy nhất thi với hình thức tự luận. Đề thi có cấu trúc bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngữ liệu phần đọc hiểu là đoạn trích trong tác phẩm Dòng sông và những thế hệ của nước của tác giả Nguyễn Quang Thiều. Phần nghị luận xã hội yêu cầu phân tích 18 câu thơ trong đoạn trích đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điểm. Đề thi cũng được đánh giá có sự phân hóa thí sinh phù hợp với hai mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Em thấy đề thi văn hôm nay khá dài nhưng mà em thấy làm cũng ổn ạ. Nếu mà học hết các văn bản thì đều sẽ làm được bài, bởi vì em thấy
hầu như các bạn ra đều cười lắm. Phần đọc hiểu thì có câu 1 và câu 2 cũng khá là vừa sức, tuy nhiên thì câu 3 và câu 4 đòi hỏi mình phải suy nghĩ và liên tưởng suy luận nhiều hơn. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Nhiều thí sinh cùng chung nhận xét đề thi môn toán đã bám sát cấu trúc đề thi thử, vừa sức học sinh nhưng vẫn có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Kết thúc tập thi đầu tiên thì em trạng cũng khá là thoải mái, cũng không gì căng thẳng mấy. Tầm khoảng độ 40 câu trước đổ về thì cũng gọi là ôn luyện khá nhiều, trên em làm khá nhanh. 10 câu cuối đề vụ ra lần này khá mới. Em đánh giá là bản thân mình làm cũng ổn ạ. Đề thi chuẩn cấu trúc bắt đầu khó từ câu 38. Sự liên hệ bên ngoài thì cũng không nhiều đâu ạ. Em thấy là hầu như là sắp xếp giáo khoa là nhiều. Trong ngày thi đầu tiên không có cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh có 43 thí sinh vắng thi môn văn, 52 thí sinh vắng thi môn toán. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng thí sinh dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Buổi chiều thí sinh dự thi môn ngoại ngữ. Thông tin chi tiết Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ phản ánh trong các bản tin tiếp theo. Thời điểm này, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã và đang tích cực chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh đại học chính quy năm học 2024. Từ đầu tháng 4, trường đăng tải thông báo về tuyển sinh năm học 2024 trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của trường. Nét mới cho công tác tuyển sinh năm nay là ngoài 3 phương thức xét tuyển truyền thống, gồm dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024, dựa vào kết quả học tập Trung học Phổ thông, thì năm nay trường còn áp dụng thêm phương thức xét tuyển thứ tư là xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của nhà trường. Đến thời điểm này, trường đã nhận được gần 2.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm. Nhà trường vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển. Theo kế hoạch, trường sẽ tuyển hơn 1.000 sinh viên hệ đại học chính quy học ở 15 chuyên ngành gồm 7 ngành đào tạo: kinh tế, quản trị kinh doanh quốc tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và hệ thống thông tin quản lý. Được biết, trường đã được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học với đội ngũ giảng viên có trình độ cao, hệ thống phòng học hiện đại, ký túc xá tiện nghi và sạch đẹp. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hôm qua, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm Thương mại Gâu Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Trung tâm Thương mại Gâu Hưng Yên tọa lạc tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Dự án là thành viên thứ 43 trong chuỗi trung tâm thương mại của tập đoàn Central Retail đến từ Thái Lan, đầu tư tại Việt Nam. Dự án Trung tâm Thương mại Gâu Hưng Yên có tổng diện tích gần 16.000 m2 với 2 tầng thương mại, được xây dựng với mô hình đa tiện ích nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng thông qua các dịch vụ và tiện ích với các thương hiệu đến từ trong và ngoài nước, gồm khu thực phẩm và hàng tiêu dùng, khu nhà hàng ẩm thực và ăn uống, khu vui chơi giải trí, khu thời trang. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đi vào vận hành trong năm 2025. Việc xây dựng Trung tâm Thương mại Gâu Hưng Yên nằm trong lộ trình đưa thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại 2 vào những năm tới. Chiều nay, Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2024. Dự buổi họp báo có đại diện các sở ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước tính tăng 6,81% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, đóng góp tới 76% tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,13% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Nhiều ngành có mức tăng cao đạt từ 20 đến 35% như sản xuất kim loại, điện tử, thiết bị điện. Về sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định, không có dịch bệnh xảy ra đối với cây trồng vật nuôi. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục đà phục hồi và ổn định, chưa có nhiều đột phá về tăng trưởng. Về hoạt động đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng ước đạt 31,8 nghìn tỷ đồng. Tỉnh có 32 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới với số vốn đăng ký trên 500 triệu đô la Mỹ. Về hoạt động tài chính, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 21.000 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm. Các chỉ số về các hoạt động xã hội như đời sống dân cư, đảm bảo an sinh xã hội, lao động việc làm, văn hóa, thể thao, y tế cơ bản ổn định.
6 tháng đầu năm nay, Chi cục thuế Phù Cừ và Tiên Lữ đã thu được trên 70% kế hoạch pháp lệnh thu thuế cả năm 2024. Theo đó, hai huyện này ước thu khoảng 850 tỷ đồng. Huyện Phù Cừ thu được gần 600 tỷ đồng, huyện Tiên Lữ thu đạt trên 250 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Các sắc thuế thu cao trong 6 tháng đầu năm của hai huyện nêu trên vẫn là thuế cấp quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ. Theo đó, riêng huyện Phù Cừ thu khoảng 540 tỷ đồng từ tiền cấp quyền sử dụng đất. Các sắc thuế thu thấp là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, doanh thu hai sắc thuế quan trọng của hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ tăng cao từ 110 đến trên 147% so với kế hoạch là thuế ngoài quốc doanh và thuế tài nguyên. Qua 6 tháng, huyện Tiên Lữ tăng so với cùng kỳ năm trước là 130%. Có tuyến đê sông Luộc dài gần 10 km trước diễn biến thời tiết bất thường, huyện Phù Cừ đã chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó với các tình huống sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của cải của nhân dân. Công tác phòng chống thiên tai lũ lụt được chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Các xã Tam Đa, Nguyên Hòa, Tống Chân đã thành lập ra các đội tiền phương hậu phương để sẵn sàng ứng phó trước các tình huống xấu. Ngoài ra, huyện cũng đã hoàn thành việc tu sửa sạt lở đê bối tại thôn An Cầu, Trà Dương và cửa cống Võng Phan, xã Tống Chân. Xây dựng khẩn cấp cống dưới đê Bắc Hưng Hải như cống vực Bùi, xã Minh Tân, cống Thọ Lão, cống Phan Xá thuộc xã Quang Hưng, cống 773 xã Nhật Quang, hạt quản lý đê điều, hạt giao thông huyện và các xã thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của tuyến đê tả sông Luộc, chăm sóc hàng cây chắn sóng, tuyên truyền kiểm tra để ngăn chặn các trường hợp vi phạm hành lang đê. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.